Anh em đọc truyện thì bớt 1-2 giây để ấn đăng ký với ấn like để ủng hộ mình nhé. Đấy cũng là cái động lực để mình làm tiếp các tập mới và các bộ mới để cho anh em. Như vậy, sớm đã nhìn thấy công tử với Khương Ngạo Hàn thì ta đã hiểu rồi. Không phải như nàng nghĩ đâu. Tạm biệt, Tiểu Vũ, nàng hãy nghe ta giải thích. Tiểu Vũ. Kỳ lạ, ngọn núi hoang dã này sao lại có tiếng khóc của nữ nhân khóc được chứ? Liễu Tầm Hoa, Tiểu Đào. Công tử đừng dọa ta. Sao lại có cô gái xinh đẹp như vậy ở ngọn núi hoang dã này chứ? Đáng thương thật. Cô lương ở trên, tiểu sinh thất lễ rồi. Đêm dài dằng dặc, không biết tại sao cô nương lại che mặt khóc ở nơi này. Tại hạ là Ngọc Thụ Lâm Phong, chân quân tử. Thương khung phi đao Liễu Tầm Hoa. Nếu như có chuyện bất bình, cứ nói cho ta biết. Tiểu sinh nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Không cần các hạ quan tâm. Tiểu nữ cáo từ. Hả? Khoan đã cô nương, ta đường đường là cường giả thánh cảnh. Cho dù là ai bắt nạt cô, ta nhất định cũng sẽ giúp cô giáo huấn hắn ta. Ngươi hãy tự trọng, nếu không ta sẽ không khách khí nữa đâu. Tiểu Vũ. Thái Cực. Lãm Tước Vĩ. Công tử. Không thể nào, một cường giả thánh cảnh như mình, kỳ kinh bát mạch, lục phủ ngũ tạng lại bị hắn đánh nát rồi sao? Đạo văn này đúng là quỷ dị thật. Trị liệu đối với mình không có chút tác dụng nào cả. Tiểu Vũ, hắn không làm gì làng chứ? Công tử, hai tên nghịch đồ này dám bất kính với Trần công tử, chán sống rồi sao? Ủa, Trương Ngâm Tiểu. Còn không nhanh chóng xin lỗi Trần công tử và Diệp tiểu thư ngay. Trần công tử, Diệp tiểu thư xin lỗi, chúng ta sai rồi. Não Trương, bọn họ là đồ đệ của ngươi sao? Vâng vâng, bọn họ vốn dĩ dự định đến gặp ta, mạo phạm đến Trần công tử rồi xin đừng trách. Vốn dĩ muốn xem láo nhiệt, kết quả phát hiện người gây chuyện lại là đồ đệ của mình. Làm thế nào bây giờ? Nể mặt Lão Trương một chút bỏ qua vậy. Lão Trương, nếu như đồ đệ của ngươi đến đón người, ta không giữ ngươi lại nữa. Tiểu Vũ, về cùng ta có được hay không? Lão Trương là cao nhân ẩn thế, nhất định không thể nào giữ lại giúp mình quản lý xưởng rượu được. Chỉ bằng bản thân mình tự biết điều, chủ động đưa ra đề nghị. Trong mắt của cao nhân, quả nhiên không thể chấp nhận hạt cát, toang rồi. Tiểu Vũ. Công tử, vừa nãy ta đã nhìn thấy, quần áo của Khương Ngạo Hàn sộc sạch đi ra từ khỏi phòng của chàng rồi. Làng hiểu lầm rồi, Khương Ngạo Hàn chỉ là đến giúp ta tắm, à không, giúp ta rửa chân thôi. Nếu như nàng không tin, ta có thể thề. Trần Phàm ta xin thề ở đây. Nếu như làm chuyện gì có lỗi với Tiểu Vũ, nhất định sẽ bị thiên nô đánh chết. Không, vẫn chưa đủ. Hãy để ta nhiều lần bốc thăm trúng thưởng không ra vàng. Mỗi lần tăng cường trang, mỗi lần tăng cường trang bị đều bị lát, đều bị lát. Ơi, công tử đừng nói lung tung. Ta tin chàng là được chứ gì. Đây không phải là cảnh được nhắc đến ở trong sổ tán tỉnh Cha Lam hay sao? Mình nhớ ở đây có nẻ. Cái này. Sao lại cởi không được? Công tử đang cười nhạo ta sao? Ta chỉ là chưa cởi đồ của nam nhân bao giờ mà thôi. Tiểu Vũ,
Ta muốn cho mọi người ở thôn địa cầu một kỳ nghỉ dài. Vừa hay chúng ta cũng ra ngoài du lịch một chuyến. Chỉ có hai người chúng ta thôi. Hoàng cung của Cửu Long Thành. Đông vực, Nam vực và Bắc vực bây giờ đều đã thuộc về Hoàng triều Trần Thị của ta. Chúng khanh gia vất vả rồi, trẫm kính các người một nỉ. Tạ Thánh Thượng xin bệ hạ thừa thắng truy kích, lấy luôn Trung Châu. Xin bệ hạ hạ chỉ, chúng thần nhất định là ngăn chặn mũi tên của kẻ địch, máu chảy đầu rơi. Được, nếu đã như vậy, sau khi kết thúc buổi tiệc chúc mừng này, lập tức chỉnh đốn ba quần. Lần này, trẫm muốn ngự giá thân trình. Khoan đã. Diệp cô nương, sao cô lại tới đây rồi? Công tử nói, thu hoạch đã vượt xa hơn so với dự tính ban đầu của hắn, đủ rồi. Thời gian tiếp theo này, mọi người hãy nghỉ ngơi. Cái gì? Còn nữa Khương Ngạo Hàn, ta có một vài lời muốn nói riêng với người. Với ta sao? Đây chính là khí thế của Lương Lương chính cung ư? Lại hoàn toàn áp chế được Lữ Hoàng bệ hạ luôn kìa.